13 khiến người dùng Việt Nam nổi đoá. Từ tối mùng 8 tháng 10, trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm sử dụng iPhone, nhiều người dùng cho biết thiết bị của họ gặp lỗi liên tục hiển thị thông báo với nội dung The iTunes Store is unable to process purchases at this time. Thông báo liên tục hiện lên khiến người dùng khó chịu. Đối với những máy gặp phải tình trạng trên, thông báo sẽ liên tục xuất hiện khi người dùng truy cập vào bất cứ ứng dụng nào. Những người dùng gặp lỗi chia sẻ rằng iPhone của họ đang được chạy trên nền tảng hệ điều hành iOS 13 điều tương tự cũng đang xảy ra với nhiều người dùng iphone trên thế giới hiện tại apple chưa đưa ra phản hồi về tình trạng này nguyên nhân của lỗi này cũng chưa được xác định trên trang hỗ trợ của công ty tất cả dịch vụ của hãng vẫn hiển thị trạng thái hoạt động bình thường không gặp lỗi